Năm học 2021-2022, tập thể giảng viên và sinh viên Trường Đại học Kinh tế đã nỗ lực đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao tri thức, khoa học kinh tế và quản lý cho cộng đồng không ngừng được mở rộng về quy mô và nâng cao về chất lượng. Hợp tác quốc tế ngày càng phát triển, khẳng định vị thế và thương hiệu Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng trên trường quốc tế. Trong năm học qua, nhà trường nỗ lực tổ chức nhiều hội thảo mang tầm vóc quy mô quốc tế trên nhiều lĩnh vực như kế toán tài chính, hội thảo trí tuệ kinh doanh Computing for Human, quản trị và kinh doanh, thu hút nhiều diễn giả uy tín trên thế giới cũng như tạo dựng được thương hiệu trong giới chuyên môn về trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, các hội thảo khoa học quốc gia được trường phối hợp tổ chức cũng là cơ hội gặp gỡ, trao đổi cởi mở giữa các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý doanh nghiệp cùng với các nhà khoa học, góp phần tăng cường vai trò nghiên cứu, tham vấn chính sách của nhà trường với sự phát triển kinh tế xã hội. Hoạt động tư vấn chính sách cũng thực hiện xuất sắc vai trò cầu nối giữa nhà trường và các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, tạo điều kiện cho các chủ trương chính sách của trường được cơ quan nhà nước tiếp nhận và vận dụng. Hoạt động nghiên cứu khoa học trong giảng viên tiếp tục được nâng cao về chất và lượng. Nhiều nhà khoa học của trường được nhận những giải thưởng cao quý về khoa học và công nghệ. Trường tiếp tục đứng top đầu của cả nước về số lượng công bố quốc tế. Trong đó có 61 bài được đăng trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI Scopus, 99 bài gửi hội thảo quốc tế có chỉ số ISBN. Đặc biệt, đối với các nhiệm vụ khoa học công nghệ hàng năm, nhà trường đang quản lý 6 đề tài cấp nhà nước do quỹ NaFosTech quản lý, 3 đề tài cấp bộ, triển khai thực hiện 31 đề tài cấp Đại học Đà Nẵng, cấp kinh phí cho 14 đề tài cấp cơ sở do trường quản lý năm 2022, đồng thời cũng nghiệm thu 13 đề tài cấp trường năm 2021 và 8 đề tài cấp Đại học Đà Nẵng theo đúng tiến độ. Các đề tài nghiên cứu khoa học của trường hướng tới những thay đổi mới về chất lượng và hiệu quả ứng dụng. Sinh viên nhà trường cũng tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Góp phần vào bảng vàng thành tích nghiên cứu của cộng đồng nhà khoa học trẻ của trường Đại học Kinh tế. Mạng lưới hợp tác quốc tế của trường tiếp tục được mở rộng, tăng cường hoạt động trao đổi giảng viên, sinh viên với các đối tác, ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực, liên kết đào tạo. Nghiên cứu khoa học. Trao đổi học thuật.
liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, nhà trường, tạo dựng hệ thống đối tác đa dạng, hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Nhà trường cũng đưa vào hoạt động trang giáo trình nhằm tăng cường hoạt động quản lý, biên soạn giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo và tài liệu học tập chung. Các hoạt động khoa học và công nghệ nổi bật của Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng trong năm học 2021-2022 là động lực để nhà trường hướng tới những mục tiêu quan trọng trong năm học mới, tiếp tục phát triển trong tiến trình hội nhập quốc tế, tăng cường vị thế của nhà trường trong lĩnh vực khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, xứng tầm khu vực và trên thế giới.